có Yakult, nhẹ bụng, ngon miệng, Tết xúc vầy. Nhiều cháo thế này, ăn bao giờ mới hết? Ngay trong đêm nay, cô phải cố gắng ăn hết chỗ cháo đấy. Bởi vì sáng ngày mai kiểu gì cả nhà tôi cũng bắt tôi mang một bình cháo đầy ự sang tiếp cho cô. Mọi người tốt với tôi quá. Sao? Cô ngại à? Nếu mà cô ngại ấy thì cô cứ tốt lại với tôi là được. Ê. Sao anh lúc nào cũng lân ta lân tơ đúng nhở? Chẳng nghiêm túc gì cả. Thảnh thơi ngắm nhìn đường phố mới thấy Hà Nội đẹp phết nhở? Gớm chưa? Cô cứ làm như lần đầu tiên cô được ra ngoài đường ấy. Mà tôi thấy cô lượn ngoài đường cũng như cá cảnh mà. Làm gì đây? Sao? Tôi đang ngắm mà. Đã yếu còn ra gió. Ngồi im đấy. Nhà cô ở đây thật á? Ừ. Vui nhỉ? Cảm ơn nhá. Vì đã đưa tôi về. Và ê, chờ chút.